Không chỉ gây chú ý trong nước, sự việc về vợ chồng Hằng Du Mục cũng đang được cư dân mạng Trung Quốc theo dõi sát sao. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Hằng Du Mục, Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995, bất ngờ đăng bài xác nhận bị chồng là Tôn Bằng tương tác rất nặng. Tôn Bằng dùng hung khí tấn công cô, nhưng hai người con riêng của chính người chồng đã đứng ra đỡ và bảo vệ dì cho đến khi lực lượng chức năng có mặt. Sau khi được đăng tải, sự việc gây rúng động dư luận, nhiều người không khỏi lo lắng cho tình hình của Hằng Du Mục. Đặc biệt, không chỉ cư dân mạng Việt mà netizen Trung Quốc cũng tìm kiếm về sự việc và bày tỏ quan điểm. Các từ khóa liên quan đến Hằng Du Mục và Tôn Bằng như chồng Hằng Du Mục là ai, chồng Hằng Du Mục tương tác gia đình, Hằng Du Mục và chồng lọt top tìm kiếm trên Douyin, TikTok Trung Quốc. Ngoài ra trên Douyin và Reddit cũng xuất hiện các topic thảo luận về vụ tương tác nhà Hằng Du Mục. Dù nhiều người không biết Hằng Du Mục là ai nhưng khi nhìn thương tích của cô, phần lớn bình luận đều lên án hành động bạo lực gia đình, xót xa cho cô khi bị chồng tấn công. Bên cạnh đó, nhiều người biết chuyện cũng để lại bình luận giải thích về sự việc. Một số bình luận từ cư dân mạng, đàn ông tác động vật lý gia đình thật đáng sợ, chị gái này đáng thương quá, bạo lực gia đình thật khủng khiếp, những đứa trẻ phải làm sao bây giờ, tất cả những người đàn ông ghen tuông trong tình yêu đều có thể trở nên độc ác. Thậm chí còn khơi dậy ý định xử người, đáng sợ, tôi được biết anh ta kể hung khí vào cổ vợ mình. Cô ấy là một người nổi tiếng ở Việt Nam, cô ấy cũng vừa sinh em bé. Anh ta bắt vợ ở nhà livestream, không muốn cô ấy về Việt Nam. Người phụ nữ này xinh đẹp, tài năng và kiếm được nhiều tiền. Cô ấy cũng nổi tiếng trên TikTok, còn chồng thì ở nhà ghen tuông vô cớ. Truyền thông Việt Nam đưa tin cô ấy bị thương nặng vì chồng dùng hung khí tấn công. Con riêng của chồng cô ấy đã bảo vệ mẹ kế và lực lượng chức năng can thiệp kịp thời. Nếu là thật thì đáng tiếc cho một cô gái tốt như vậy. Tuy nhiên, trước khi sự việc như giọt nước tràn ly này xảy ra, cư dân mạng xứ Trung từng chỉ trích Hằng Du Mục là một cô gái hám lợi và không trung thủy. Thời điểm đó, không ít cộng đồng mạng Việt Nam nắm rõ sự tình đều bày tỏ thái độ bức xúc vì netizen Trung Quốc không biết rõ ngọn ngành sự việc. Hơn thế nữa còn bênh vực kẻ gây ra tội ác vì hai chữ lợi ích để sự ghen tuông mù quáng che mờ lý trí. Từ hôm bị tương tác đến nay, Hằng Du Mục liên tục cập nhật tình hình của gia đình mình. Khuya 13 tháng 8, Hằng Du Mục tiết lộ mới nhận được cuộc gọi từ trại giam của Tôn Bằng. Mặc dù không tiết lộ nội dung, nhưng cô cho biết không dám kể với Dịch Dương, con trai riêng thứ hai của Tôn Bằng vì sợ con bị ám ảnh tâm lý. Cô chia sẻ, chiều nay một cuộc điện thoại gọi từ trại giam ra với giọng quen thuộc, không cần nói là ai chắc mọi người cũng đoán ra được. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hằng không dám kể cho Dịch Dương nghe gì cả vì nỗi sợ Dịch Dương sẽ tổn thương rồi mang lòng thù hận. Giờ chỉ còn Hằng và gia đình Hằng mới là hậu phương, là bến đỗ cho hai đứa thôi. Nhất Dương, con trai cả của Tôn Bằng, đã đủ tuổi trưởng thành và đủ quyền lợi lựa chọn theo ai. Dịch Dương mới 17. Cuộc đấu tranh này biết là gian nan nhưng Hằng sẽ cố, vì tính cách Dịch Dương rất mạnh mẽ, không thể để thằng bé sống trong một môi trường độc hại để trở thành một Tôn Bằng thứ hai được. Hằng Du Mục cũng tiết lộ thêm, chiều tối 13 tháng 8, cô đã dọn đồ qua nhà mới với sự giúp đỡ của con riêng của chồng. Cô kể, chiều tối lúc về dọn đồ trong nhà để chuyển qua nhà mới, thấy Dịch Dương vẫn còn ngủ. Bình thường Hằng la nó rồi phết vào mông mấy cái bắt dậy, mà nay không muốn làm thế nữa, cho nó ngủ cho trọn giấc. Nhất Dương với Hằng thì cũng mấy ngày không gặp. Lúc Hằng về nó vẫn còn khép nép, dọn đồ một hồi Hằng bảo dì qua trước dọn đồ cần thiết của hai em nhỏ qua trước, hai đứa cứ ở lại đây mai hai đứa dọn qua sau. Nghe tới đây, Nhất Dương liền hớn hở ra mặt, liền hỏi dì, con cũng được đi à? Con có phòng không ạ, để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video, chỉnh sửa video. Câu hỏi của con khiến Hằng Du Mục không khỏi đau đớn, xót xa. Nhìn con tươi cười rạng rỡ bao nhiêu, trong lòng cô đau đớn bấy nhiêu. Mấy ngày nay hai đứa nó sống trong nơm nớp với hoang mang phải không? Sợ Hằng sẽ bỏ hai đứa nó phải không vậy? Vác đồ từ tầng 3 lên xuống mệt bở hơi tai mồ hôi nhễ nhại mà mặt nó hớn hở lắm. Cười nói khanh khách suốt buổi, Hằng Du Mục nghẹn ngào. Bên cạnh đó, hot TikToker tiết lộ thêm, ngày 19 tháng 8 Tôn Bằng sẽ được thả và ngày 20 tháng 8 là một ngày trọng đại với bốn mẹ con cô vì đó là ngày phiên tòa xét xử ly hôn. Giờ cô đang đếm ngược từng ngày, tiếp tục chiến đấu để mang đến sự bình yên cho các con và bản thân mình. Được biết vào ngày 20 tháng 8 tới đây, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Hằng Du Mục được diễn ra. Hiện tại sức khỏe của Hằng Du Mục đã ổn định, cô đã được xuất viện và về nhà với các con. Vì phải gấp chuẩn bị ly hôn và mong muốn sẽ có được quyền nuôi con nên team Hằng Du Mục đã thay mặt cô thông báo sẽ hoãn livestream vào ngày 16 tháng 8. Trong khi đó, Tôn Bằng vẫn đang bị tạm giam, chờ đến ngày xét xử vụ ly hôn.